Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, nếu như cùng thời điểm này của giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016, giá tiêu có lúc lên đến 200.000 đồng một ký và coi như đạt đỉnh điểm trong lịch sử ngành tiêu, thì hiện tại con số này đã giảm xuống gần 4 lần so với giai đoạn đó và giảm một nửa so với năm ngoái. Việc giá tiêu thấp đang là nỗi lo không chỉ của các hộ dân mà còn là bài toán khó của toàn ngành. Thực trạng này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây. Thưa quý vị, có mặt tại xã Hòa Hiệp, thủ phủ tiêu của huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng tôi ghi nhận được giá thu mua tiêu tại vườn của các hộ dân năm nay giảm nhiều so với mùa vụ trước. Theo ông Tạ Minh Đường, người có 6 hecta đất trồng tiêu tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, giá tiêu năm nay giảm hơn nhiều so với những năm trước đây và giảm một nửa so với năm ngoái, khiến lợi nhuận và thu nhập năm nay của gia đình rất thấp. Thì mấy năm kia thì giá thì 100 mấy 200 ngàn đó thì bà con thì cũng mừng, nhưng mà đối với cái năm 2017 giá cũng còn khoảng chừng vô mùa khoảng chừng 120, mà tới 2018 này thì giá nó rất cũng thấp, là còn có 50 mấy 60 ngàn, tính ra thì cũng 60 mấy 70 ngàn ký. Sản lượng thì được có khoảng 3 tấn, mà bán ra thì được có giá thì được có 60 mấy, thấp hơn năm trước mình nữa. Thực tế, giá tiêu mà các hộ dân vừa chia sẻ đã là giá cao nhất nước ở thời điểm hiện tại, bởi chất lượng tiêu ở Bà Rịa Vũng Tàu được đánh giá vào loại cao nhất nước, trong khi tại các địa phương khác, giá tiêu còn thấp hơn đến vài ngàn đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 28 tháng 4 năm 2018, giá hạt tiêu đen tại thị trường trong nước quanh mức 61.000 đến 64.000 đồng trên 1 kg, thấp hơn nhiều so với mức 95.000 đến 140.000 đồng trên 1 kg cùng kỳ năm 2017. Giá hạt tiêu trắng ở mức 103.000 đồng trên 1 kg, giảm mạnh so với mức 137.000 đồng trên 1 kg cùng kỳ năm 2017. Còn tính riêng đến ngày 15 tháng 5, giá tiêu đã tiếp tục giảm còn từ 57.000 đến 59.000 đồng trên 1 kg tại các địa phương. 2018 thì đây là một cái thời điểm là khó khăn nhất của ngành hồ tiêu Việt Nam trong cái vấn đề thị trường giá cả. 4 tháng của 2018 thì phải nói rằng giá cả hồ tiêu Việt Nam là thấp nhất trong 4 tháng. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mức giá như hiện tại là thấp nhất của ngành tiêu trong vòng 5 năm trở lại đây. Cụ thể, từ giai đoạn 2014-2016, giá tiêu luôn nằm trên mức 100.000 đồng trên một ký. Thậm chí thời điểm 2015-2016, giá tiêu nội địa tăng tới 200.000 đồng trên một ký. Gần nhất là năm ngoái, giá tiêu còn ở mức 120.000 đến 140.000 trên một ký, thì hiện nay đã xuống tới 60.000 đồng. Vì thế, với mức giá như hiện tại đã giảm từ 1/4 đến 1/2 so với các năm trước. Không chỉ giảm giá tại nội địa, hiện tại giá tiêu Việt Nam xuất khẩu cũng giảm mạnh. Xuất khẩu tiêu 4 tháng đầu năm 2018 thì đã giảm khoảng 88.000 tấn, giá trị là khoảng 301 triệu USD. Coi như là về khối lượng, sản lượng tăng 15.5%. Tuy nhiên giá trị tiếp tục là giảm khoảng 33% so với năm 2017. Với mức giá dao động trên dưới 60.000 đồng trên 1 kg đã khiến người trồng tiêu gặp không ít khó khăn, bởi giá thành sản xuất tiêu bình quân cả nước hiện nay là 49.000 đồng trên 1 kg, giá thành ở khu vực Tây Nguyên khoảng 45.000 đến 47.000 đồng trên 1 kg, ở Đông Nam Bộ là hơn 50.000 đồng trên 1 kg. Thế nhưng đáng lo ngại hơn là tình trạng giảm giá vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Giá thì lại quá thấp. Cho nên là nhìn chung ấy, công ty chúng tôi cũng là một trong nằm trong tình trạng của các công ty khác, tức là xuất khẩu về lượng thì có thể cao hơn so với những năm trước đây, thế nhưng về giá trị thu lại thì thấp hơn, mà lại có khi về mặt lợi nhuận còn thấp nữa. Lý do là giá nó xuống thấp và cạnh tranh quá dữ dội. Tôi nói ví dụ như là theo báo cáo của hội nghị, sản xuất lượng hồ tiêu của chúng ta là tăng tới 10 mấy 20%, thế nhưng mà giá lại giảm tới 30 mấy%. Điều này kéo theo, những tháng đầu năm mặc dù sản lượng xuất khẩu tăng nhưng giá trị kim ngạch toàn ngành lại giảm.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, khối lượng xuất khẩu tiêu của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt khoảng 88.000 tấn, giá trị 311 triệu đô la Mỹ, tăng 15,5% về khối lượng nhưng giảm 33,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá tiêu xuất khẩu bình quân các tháng đầu năm 2018 đạt 3.692 đô la Mỹ trên một tấn, giảm 41,6% so với cùng kỳ năm 2017. Thưa quý vị, tình trạng giá tiêu giảm sâu còn đáng lo ngại hơn bởi các chuyên gia cho rằng giá tiêu nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục giảm sâu hơn trong thời gian tới. Nguyên nhân là gì? Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây. Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế IBC, ngay từ cuối năm 2017, trong khi nhu cầu sử dụng chỉ 510.000 tấn nhưng nguồn cung lại đạt tới 523.000 tấn, trong giai đoạn 2012-2017, mức tăng sản xuất là 5,5%, trong khi mức tăng nhu cầu chỉ đạt 2,4% trên năm. Dự báo trong giai đoạn tới 2017-2030, nguồn cung tiềm năng sẽ đạt thấp nhất là 420.000 tấn và cao nhất là 670.000 tấn, trong khi mức cầu luôn thấp hơn từ 8 đến 10%. Bên cạnh đó, năm 2018, IBC dự báo nguồn cung tiêu sẽ cao hơn năm ngoái 30.000 tấn và là năm có sản lượng cao nhất từ trước đến nay. Năm 2017, cái nhu cầu tiêu thụ của thế giới là 510.000 tấn, nhưng mà cái cung toàn cầu là 523.000 tấn, đã vượt rồi. Như dự báo của các tổ chức quốc tế là đến 2025 và 2030, thì nó cũng dao động từ 550 đến 600.000 tấn. Đó là cái nhu cầu. Tuy nhiên cái cung bắt đầu nó đã vượt cầu. Riêng tình hình nguồn cung ở Việt Nam, do giá tiêu lên cao ngất ngưỡng giai đoạn 2014-2016 nên nông dân ồ ạt trồng tiêu dẫn đến nguồn cung hiện nay khá lớn. Vì với diện tích khoảng 152.000 ha trồng tiêu cả nước, dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam năm 2018, dù một số địa phương mất mùa nhưng sản lượng tiêu vẫn sẽ ở mức từ 180.000 đến 200.000 tấn, cao nhất thế giới. Ước tính nguồn cung này dư 20% so với nhu cầu hiện nay. Mỗi năm mà tăng khoảng 10 đến 11% như hiện nay, trong lúc cầu chỉ có 2 đến 3% thì như vậy là cái lượng cung và cái lượng tồn kho hàng năm trên thế giới ngày một cao như vậy, khó có thể giá hồ tiêu có thể quay lại những cái thời kỳ như 2014 này không? Đến nay thì chúng tôi có 17.178 ha tiêu. Và cũng do là bà con cũng chạy theo cái phong trào giá rất là cao trong cái thời gian tương đối dài, thành ra là cũng có những cái vùng đất mà cũng không phù hợp thì bà con cũng trồng tiêu. Không chỉ có tăng sản lượng mà theo Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới, hiện nay còn khoảng 103.000 tấn hồ tiêu tồn kho năm 2017 chuyển qua, trong khi tình hình sản lượng tiêu ở các nước như Brazil, Ấn Độ, Indonesia vẫn tăng trưởng đều đặn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng giá tiêu sẽ tiếp tục giảm sâu hơn trong thời gian tới do cung vừa cầu. Đối với các nước sản xuất là chính, cái Brazil là đáng ngại nhất. Đáng ngại nhất Brazil. Bởi Brazil là quỹ đất nó lớn lắm. Và người ta sản xuất không phải nhỏ lẻ là 1-2 hecta như mình đâu, sản xuất mang tính chất trang trại 5-10 hecta, cho nên khi cần tăng thì tăng cái khối lượng nó lớn ghê lắm. Đặc biệt khó khăn với ngành hồ tiêu Việt Nam sẽ còn lớn hơn việc tăng diện tích quá nhiều, nhưng không trồng theo quy trình kỹ thuật mà chỉ tự phát từ kinh nghiệm của người dân đã dẫn đến các vấn đề phát sinh mạnh mẽ về dịch bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây tiêu trong thời gian gần đây đang là những thách thức rất lớn của ngành tiêu Việt Nam. Cái công tác giống của chúng ta nó gần như không theo kịp để cái phát triển. Chúng ta cũng không có những cái vườn cây đầu dòng cũng như có những cái bộ giống chuẩn. Hiện nay thì cũng là những cái giống mà bà con tự nhân ra thì cái tiềm ẩn cái nguy cơ lây lan bệnh tật rất là nhiều. Điều này kéo theo bài toán khó cho ngành tiêu Việt Nam khi cạnh tranh với các quốc gia mạnh về xuất khẩu tiêu khác. Cụ thể, trong khi các cường quốc về tiêu như Ấn Độ, Brazil dù cùng chung bối cảnh cung vượt cầu, song với sự cơ cấu và quy hoạch ngành khoa học và phù hợp, cùng với những tiêu chuẩn chung về chất lượng hạt tiêu, các quốc gia này vẫn mang lại giá trị rất cao. Ngược lại, Việt Nam dù có tiếng là sản lượng tiêu hàng đầu thế giới, nhưng chất lượng vẫn còn rất thấp so với các nước này, và cả những nước lân cận như Malaysia, Indonesia, Campuchia, v.v., thậm chí ngay trong phân khúc nội địa. Bởi theo Hiệp hội Tiêu Việt Nam, hiện nay dù công nghiệp chế biến và tiêu thụ người dân tăng dần,
Tuy nhiên, mức tăng không cao và trong xuất khẩu tỷ lệ, xuất khẩu tiêu nguyên hạt vẫn chiếm tỷ lệ lớn với 75-80%, trong khi tiêu chế biến sâu là tiêu trắng nghiền, tiêu đen nghiền chỉ trên dưới 12%. Là cái mặt hàng của hạt tiêu Việt Nam đứng số 1 thế giới. Nhưng vừa chế biến thì lại thua ông Ấn Độ rất xa, ông Ấn Độ cực kỳ ông chế biến rồi, cho nên ông làm tăng giá trị của cái sản phẩm rất nhiều mà mình đang phải học tập mà từng bước đi lên. Thị trường cũng căn cứ vào chủ yếu là cung cầu. Cho nên là không phải riêng Việt Nam và nhiều nước trong thời gian qua đã phát triển nhiều cái diện tích, đặc biệt là Brazil. Thì như báo cáo thì các vị thấy là hiện nay đối với Brazil ấy, thì sản lượng họ tăng 2018 thì khoảng trên dưới 75.000 tấn. So với các cái năm trước là nó tăng gấp 2, gấp 3 lần. Thứ hai nữa là đối với Brazil thì giá thành của họ rất thấp, chỉ trên dưới 2 đô thôi. Theo tính toán và dự báo của cơ quan đầu ngành, nguồn cung thế giới và trong nước vượt cầu cộng với lượng tồn kho lớn sẽ khiến giá hồ tiêu khó lấy lại mức giá giai đoạn 2014-2016. Mất mùa rớt giá, sản lượng thấp, chất lượng kém là những khó khăn mà ngành tiêu Việt Nam đang và được dự báo sẽ còn tiếp tục vướng phải trong thời gian tới. Liệu bài toán này phải giải quyết như thế nào? Các chuyên gia cho rằng ngành hồ tiêu cần được cơ cấu lại. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Cái hướng bây giờ là muốn phát triển cái hồ tiêu trong cái thời điểm giá thị trường thấp nhất hiện nay, chỉ có cách là chúng ta tuân thủ cái ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong cái việc tái cơ cấu ngành hồ tiêu Việt Nam. Cái thứ nhất là nói gì thì nói là cái diện tích của chúng ta qua 5 năm mà tăng gấp 3 lần thì cái diện tích là tăng quá lớn. Có thể là trồng cả những cái diện tích không đủ điều kiện trồng tiêu. Thì bây giờ, thứ nhất là không có tăng diện tích trồng mới hồ tiêu. Thứ hai là những cái diện tích hồ tiêu nào mà năng suất thấp, sâu bệnh thì chúng ta nên mạnh dạn các địa phương khuyến khích người dân là chuyển đổi cây trồng đối với những cái cây trồng hiệu quả. Tôi cũng kiến nghị và nói chung là làm nhà nước, và nhà nước cũng biết cái chuyện này rồi, mà phải đi sâu vào chế biến để nâng cái giá trị lên. Sản lượng ít, xuất khẩu ít nhưng giá trị cao, nó làm tăng rất nhiều. Thì tôi cũng hy vọng là các cơ quan bên ngành, bên nông nghiệp thì tích cực tìm kiếm những cái thị trường đầu ra cho cái ngành hồ tiêu Việt Nam. Chứ bây giờ mà chúng tôi làm nông cũng không có biết là muốn bán, không muốn biết, cũng không biết là bán hồ tiêu cho ai, chỉ có biết bán cho thương lái ở trong địa phương thôi. Mà địa phương thì cũng dựa vào những đầu nậu trên Sài Gòn và Hà Nội, mà những cái đầu nậu đó thì cũng chưa có cái nguồn ra ổn định và nhiều. Tôi cũng hy vọng là cơ quan chức năng bên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là hỗ trợ cái đầu ra cho chúng tôi được tốt hơn. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Phước cùng với là công ty gia vị S Bay Việt Nam cũng đã có liên kết để thực hiện cái dự án này từ năm 2013 đến nay. Trong 5 năm liên kết như thế đó, thì chúng tôi đã tổ chức được 60 câu lạc bộ với hơn 1.600 nông dân tham gia, và cái diện tích trồng tiêu thì cũng khoảng gần 2.000 hecta. Và cái sản lượng tiêu mà được bán cho dự án hàng năm thì cũng khoảng từ 1.000 tấn trở lên. Và cái phương hướng, cái định hướng tới đây thì chúng tôi cũng sẽ bán khoảng là 3.000 tấn. Và đối với lại công ty S-Buy thì mua ở Bình Phước thì khoảng 7-10.000 tấn một năm. Bà con người ta xem thì bây giờ nhiều người đang trồng tiêu. Thì bây giờ xem thử bây giờ trong cái việc làm ăn của từng gia đình phải tính toán như thế nào, ngoài cái phần dự cố gắng giữ cái vườn tiêu để sau này giá nó lên vẫn còn cái vườn tiêu, thì bây giờ tiếp tục là làm cái nghề gì nữa, làm cái ngành gì nữa, trồng cái gì, nuôi con gì nữa để mà có cái thu nhập. Chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.